Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý quan khách, quý Phật tử, chương trình ca nhạc Diệu Âm Hoằng Pháp ra đời không ngoài mục đích hoằng pháp lợi sinh. Con người của chúng ta có rất nhiều căn cơ, trình độ và sở thích khác nhau. Do vậy, người hoằng pháp cần phải khai thác những sở thích này để phổ cập Phật Pháp đến mọi giới. Phật giáo Việt Nam của chúng ta có rất nhiều bài nhạc hay. Các nhạc sĩ Phật giáo cũng có rất nhiều. Các ca sĩ, nghệ sĩ có tấm lòng đối với Phật giáo cũng không ít. Tuy nhiên, Phật giáo của chúng ta lâu nay chưa có chương trình ca nhạc Phật giáo chuyên nghiệp. Chẳng qua là những đáp ứng của những buổi lễ như Phật Đản, Vu Lan hoặc vía Đức Phật Di Đà, Quan Âm. Theo chúng tôi nghĩ, cần phải có một chương trình ca nhạc Phật giáo chuyên nghiệp với mục đích, thứ nhất, tạo sự hứng thú cho các nhạc sĩ sáng tác nhạc Phật giáo. Thứ hai, các ca sĩ, nghệ sĩ cống hiến lời ca tiếng hát của mình. Thứ ba, giúp cho âm nhạc Phật giáo phát triển và có một vị trí xứng đáng trong âm nhạc dân tộc. Và điều quan trọng là dùng phương tiện âm nhạc để hoằng pháp lợi sinh. Đây là chương trình ca nhạc Phật giáo chuyên nghiệp được tổ chức lần đầu tiên, cho nên không sao tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý quan khách, quý Phật tử có thể đóng góp để những chương trình sau được phong phú và chất lượng. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ tổ chức một hoặc hai chương trình trong một năm. Chương trình này được thành tựu cũng nhờ sự giúp đỡ tận tình của Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Nghệ sĩ Mê Công, các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ, các vị đạo diễn, các vị thiết kế ánh sáng, sân khấu và một số chú tiểu ở các chùa, nhất là ca sĩ Nguyễn Đức và ca sĩ Thùy Trang đã tận tình giúp đỡ cho chương trình này. Chúng tôi cũng xin tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý quan khách, quý Phật tử đã đến tham dự đông đủ, giúp cho buổi ca nhạc hôm nay được thành tựu viên mãn. Xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử luôn thân tâm thường lạc. Và giờ đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta bắt đầu thưởng thức chương trình ca nhạc Diệu Âm Hoằng Pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng quý vị Phật tử kính mến. Kính thưa quý vị, trở về với con đường hoằng pháp của Đức Phật, chúng ta nghiệm ra rằng sau khi chứng quả dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã xác định công việc hoằng pháp là điều tiên quyết, và suốt trong 49 năm giáo hóa bằng nhiều phương tiện khác nhau, Ngài đã không mệt mỏi và sao lãng một giây phút nào. Đức Phật không những đích thân làm công việc của mình, Ngài còn sắp tấn hàng đệ tử hãy vận dụng hết khả năng của mình để đem lại lợi ích cho chúng sanh. Từ đó, chúng ta có thể hiểu rằng hoằng pháp là một hành động cụ thể, chứ không phải đơn thuần là một lý thuyết. Lý thuyết thì không thể nào diễn tả hết công việc này. Những âm thanh huyền diệu của chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp hôm nay cũng nhằm góp phần mang ánh sáng giác ngộ đến cho chúng sanh sớm tìm ra chân lý trong tứ diệu đế của Đức Phật. Đó là đau khổ, nguồn gốc của đau khổ, chấm dứt đau khổ, và con đường đưa đến chấm dứt đau khổ. Vừa rồi, nghệ sĩ kèn saxophone Trần Mạnh Tuấn bằng sự phiêu linh của mình trong phần diễn tấu cùng với các chú tiểu đã mở đầu chương trình nghệ thuật hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Khi bạn tử tế và trong lòng đầy tình thương, ngàn tay sẽ tự nhiên đến giúp bạn. Khi bạn tử tế và trong lòng đầy tình thương, bạn sẽ vươn ngàn cánh tay để giúp kẻ khác. Thiên thủ Quan Âm, biên đạo múa Zigan, qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Linh Nga cùng các nghệ sĩ ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Thank you.
để hiểu được một cách thấu đáo và chạm đến sự chuẩn xác những lời Phật dạy, có lẽ chúng ta phải trải nghiệm cả một đời người chứ không phải là ít. Tôi và Lê Khánh chỉ là những người tự cho là chúng tôi mới sống được nửa đời người thôi, và có khi chúng tôi sống hết một đời người cũng chưa chắc chúng tôi đã có thể nói hay và hiểu đúng về những lời Phật dạy. Chúng tôi chỉ là những người đã, đang và cố gắng sống và hành xử theo lời Phật dạy mà thôi. Cho nên trong câu chuyện của chúng tôi trong chương trình này, nếu có gì chưa đúng, mong quý vị khán giả, Phật tử hãy niệm tình tha thứ cùng chia sẻ và đồng cảm với chúng tôi và chỉ giáo thêm cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua tiết mục vừa rồi thì Lê Khánh thấy thế nào? Thưa anh, khi mà xem tiết mục Thiên Thủ Quan Âm vừa rồi thì Lê Khánh nhớ tới hình ảnh của một Đức Phật Quan Âm Bồ Tát, đó là Phật nghìn tay nghìn mắt. Nên mỗi lần mà đến chùa rồi thấy được Đức Phật nghìn tay nghìn mắt thì cảm giác đầu tiên của Khánh là Khánh được chở che, Khánh được bảo bọc và Khánh rất được an toàn trong vòng tay của Đức Phật. Thì không biết là anh Thành Lộc có cảm giác giống như Khánh không ha? Đúng là như vậy đó. Xin được nói thêm với quý vị là tiết mục vừa rồi thì chúng ta hoàn toàn không thấy hình ảnh của Đức Phật Bà Quan Âm, nhưng mà đó là một cảm tác của người biên đạo múa đã cảm tác lại và xây dựng lại hình ảnh ấy mà thôi. Khi mà Lê Khánh nói thì tôi mới nhớ lúc tôi còn nhỏ xíu như thế này nè, thì ba mẹ tôi cũng dẫn tôi đi vô chùa. Thì khi mà tôi nhìn thấy tượng Phật Bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt thì bao giờ mình cũng có một cái cảm giác là mình được che chở, mình được che chở để được tai qua nạn khỏi. Thì bây giờ tôi biết là thì ra là trong đầu mình xưa giờ chỉ biết là có Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Tổ thôi. Yeah. Bây giờ còn có Phật Bà Quan Âm, Đức Phật Chuẩn Đề và nhiều hóa thân khác của Đức Phật nữa. Và không phải chỉ có những Đức Phật để cứu độ chúng sanh vượt qua mọi tai ương, mà còn có những Đức Phật giúp chúng ta vượt qua bệnh tật nữa. Không biết Lê Khánh có biết ai không? Có phải là Đức Phật Dược Sư không anh Thành Lộc? Đúng là như vậy. Khánh còn nhớ mỗi lần Khánh bị bệnh hồi nhỏ đó, thì mẹ cho Khánh một viên thuốc uống, thì mẹ nói là con vừa uống thuốc vừa cầu nguyện Đức Phật Dược Sư thì Đức Phật Dược Sư sẽ phù hộ cho con mau hết bệnh. Thì Khánh uống thuốc, Khánh cũng cầu nguyện làm theo lời mẹ dạy, nhưng mà Khánh không biết là Đức Phật có phù hộ cho mình hay không. Nhưng mà Khánh cũng đã hết bệnh rồi, thì không biết là có bao giờ anh Thành Lộc uống thuốc rồi anh Lộc cầu Đức Phật Dược Sư không ha? Hồi nhỏ đó thì ba mẹ cũng có nói là con mà uống thuốc thì con cầu nguyện với Đức Phật Dược Sư thì con sẽ mau hết bệnh. Thì tôi cũng làm y như vậy, nhưng mà nói thiệt với quý vị là tôi hoàn toàn không có thuộc một câu kinh nào, một câu chú nào mà để cầu nguyện với Đức Phật Dược Sư hết. Tôi chỉ cầu nguyện theo cái thành tâm của mình thôi, là con lại Đức Phật Dược Sư phù hộ cho con uống thuốc này con mau hết bệnh. Chính vì vậy mà tất cả mọi người đều ví ánh sáng của Phật Dược Sư được xem như là ánh sáng của một viên ngọc lưu ly, soi rọi đến đâu thì xóa hết mọi tâm tối vô minh của chúng sanh, trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi. Khi chúng ta tin thì sự nhiễm màu sẽ hiện hữu. Vâng, còn bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đến với ca khúc Chắp Tay Lạy Phật Dược Sư, nhạc và lời Hàng Châu, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Thùy Trang cùng nhóm múa Mặt Trời. Sư Lưu Ly Quang Chương Phật, một nén hương thơm con xin dâng lên ngài Đức Phật Dược Sư. 12 nguyện lớn của người đem đến cho đời vạn niềm vui, nhân gian bước qua bao la bể khổ, cho con bước qua bao bến mê đời. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật, người đã xua tan bao nhiêu nỗi ưu phiền khổ lụy đời con, tìm nên cõi phúc trong đời, quỳ dưới chân người nguyện thành tâm, con xin phát nguyện nương thân cửa Phật
trăm năm sống vui trọn kiếp con người. Phật vượt xa hào quang sáng ngời, hào quang sáng ngời soi đường chúng con vượt qua tâm tôi. Phật vượt xa bàn tay nhiệm màu xoa dịu núi đau bền tật xua tan lo buồn trầm núi thêm ý gian. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Dương Phật, người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi. Trầm hương tỏa ngát đất trời, quỳ dưới chân người Phật dược sư, con xin chắp tay con xin khấn nguyện cho con sống vui trọn kiếp con người. Dược sư hào quang sáng ngời soi đường chúng con vượt qua tâm tôi. Phật dược sư bàn tay nhiệm màu xoa dịu núi đau bền tật xua tan lo buồn trầm núi thêm ý gian. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Dương Phật, người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi. Trầm hương tỏa ngát đất trời, quỳ dưới chân người Phật dược sư, con xin chắp tay con xin khấn nguyện cho con sống vui trọn kiếp con. Con xin chắp tay con xin khấn nguyện cho con sống vui trọn kiếp con người. Xin cảm ơn phần trình bày của nữ ca sĩ Thùy Trang cùng với vũ đoàn. Lê Khánh thấy không? Dạ. Có nghĩa là không phải chỉ có chúng ta chỉ có những bệnh ngoài thân thì chúng ta mới cầu nguyện Phật Dược Sư đâu. Dạ. Mà Phật Dược Sư còn đem đến cho chúng ta ánh hào quang chói lọi của người để giúp cho chúng ta thoát khỏi tâm bệnh và trí bệnh nữa đó. Dạ. Thưa quý vị, liên tục chương trình chúng tôi xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Phật là ánh từ quang, nhạc và lời Phi Long qua phần thể hiện của nhóm Thứ Ca, Go On, AT và Chí Cường. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo con chân cha lành, xin làm cơn mưa phá
Phật là ánh tư quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trong lòng, nương tựa vào ngôi báu thoát khỏi đời bế dầu. Phật là ánh tư quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha này, xin làm cơn mưa phán tươi mát đời khô khan. Phật là ánh tư quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đẫm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trong lòng, nương tựa vào ngôi báu thoát khỏi đời bế dầu. Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trong lòng, nương tựa vào ngôi báu thoát khỏi đời bế dầu. Lại Bồ Tát Mẹ Hiền nguyện xin
hạt giống mà bão liên gieo trồng. Tâm con dở nhụy sen hồng, dương trần cánh khổ cõi không nguyện về, trôi lăn biển khổ sóng mê. Nguyện sinh dũng trí, nguyện về bão cõi tâm an tình tri viên, con đường bát chánh an nhiên hiển bày. Nay con nguyện giữ lòng ngay, nghiệp xưa rửa sạch tháng ngày tu thân, tinh tấn hạnh nguyện dẫn đầu, vượt bao gian khổ không sầu lo chi. Nhẹ nhàng con dừng bước đi, xin về chẳng đổi dời. Câu kinh tiếng kệ thánh thời tháng ngày, giúp người cảnh khổ hôm nay sẽ chia khôn khó. Sum dày nguyện cầu ba cõi an vừa rồi. Quý vị Phật tử vừa mới thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Tuệ Mỹ, Bồ Tát Tình Danh, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Bích Phượng cùng nhóm múa Vầng Trăng. Thông điệp mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mang đến là tình thương yêu, lòng bác ái, nhẫn nại, bao dung và sự tỉnh thức để quay về với con người thật của chính mình. Nếu cuộc đời này mà không có những khổ đau, không có những tâm hồn bơ vơ lạc lõng thì có lẽ Bồ Tát cũng sẽ không hóa nhiều thân. Bồ Tát luôn luôn có mặt ở khắp nơi, dìu dắt chúng sanh giải thoát mọi điều đau khổ. Kính thưa quý vị, trong kinh Pháp Cú Phật đã dạy: chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm, chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gội rửa cho ta. Trong sạch hay ô nhiễm là ở nơi ta. Không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch. Liên tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức hai giọng ca ngọt ngào của nam ca sĩ Thanh Sử và nữ ca sĩ Thủy Vân với nhạc phẩm Vầng Sáng Trong Đêm, nhạc và lời Tịnh Hải. Lang thang không trăng sao mịt mù.
sẽ thế qua những đam mê bao nỗi ê chề, ta thấy mình vướng trong buồn nhớ. Trong đêm đen mịt mờ, ta tìm được ánh dương quang cho ta đi trong đời. Không còn lầm lỗi u mê, ta bước chân theo tia sáng trong đêm, ta thấy lòng thoát cơn mê dại. Một lần làm lỡ đau khổ triền miên, tìm đâu ngõ thoát dây dứt niềm đau. Mây xám bao trùm tâm trí nặng nùng, từ nay thành tâm nguyện cao sám hối. Qua rồi ngày tháng ưu tư, nghe tiếng chuông vang thanh thản tâm hồn, nghe tiếng lòng hát A Di Đà. Trong đêm đen mịt mờ, ta tìm được ánh dương quang cho ta đi trong đời. Không còn lầm lỗi u mê, ta bước chân theo tia sáng trong đêm, ta thấy lòng thoát cơn mê dại. Một lần làm lỡ triền miên, tìm đâu ngõ thoát dây dứt niềm đau. Mây xám bao trùm tâm trí não nùng, từ nay thành tâm nguyện cao sám hối. Ta tìm ra được vầng sáng trong đêm, thân tâm ta an lành. Qua rồi ngày tháng ưu tư, nghe tiếng chuông vang thanh thản tâm hồn, nghe tiếng lòng hát A Di Đà. Nghe tiếng chuông vang thanh thản tâm hồn, nghe tiếng lòng hát A Di Đà. Trong ca dao Việt Nam của chúng ta có câu: cha già là Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm, nhớ ngày xá tội vong nhân, lên chùa lễ Phật đền ơn sinh thành. Như lúc nãy chúng tôi có cùng thư chuyện với quý vị, nơi nào mà có khổ đau thì nơi đó có Phật Bà Quan Âm, nơi đâu mà có chúng sanh niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát thì Bồ Tát sẽ ứng hiện như một người mẹ hiền luôn kề cận ban đến niềm vui cho những đứa con của mình. Kính thưa quý vị,
Trong Phật giáo, hội họa được coi là biểu tượng cho năng lực tạo tác của tâm đức. Kinh Hoa Nghiêm nói, tâm như công họa sư, năng họa nhất thiết pháp. Nghĩa là tâm như chàng họa sĩ bậc thầy, có thể vẽ bất kỳ điều gì anh ta muốn. À, nhưng Lê Khánh nói đến hội họa có liên quan đến những lời dạy của Phật. Thì tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Lúc tôi còn nhỏ thì tôi cũng có nghe người lớn kể lại cho mình rằng đây là một giai thoại thôi. Có một đoàn Phật tử đi hành hương lên tận Đức Phật Tây Tạng. Thì thật là may mắn cho đoàn lữ hành này. Bởi vì lúc đó thì các tăng lữ ở đó đã dùng các phương tiện như là cây hay là những cây chổi để quét cát ở trên nền, tạo thành bức chân dung của Đức Phật. Và phải nói là chân dung của Đức Phật rất đẹp, rất có hồn. Thế là tất cả những người trong đoàn lữ hành ấy, những Phật tử ấy đã quỳ xuống chắp tay và đọc kinh. Trong khi mọi người đang đọc kinh như vậy đó, thì Lê Khánh biết sao không? Dạ sao ạ? Các thầy mới dùng chổi quét sạch hết. Ồ, tại sao lại bức chân dung của Đức Phật đi. Quét bức chân dung của Đức Phật đi luôn. Thế mới là có vấn đề. Có chuyện là từ đây đây. Nhưng mà tại sao lại phải quét như vậy hả anh Lộc? Thì bây giờ Lộc sẽ kể tiếp đây. Dạ. Việc làm đó làm cho tất cả mọi người có mặt trong buổi cầu kinh đó rất là ngạc nhiên. Và thậm chí có người còn nổi giận nữa kia. Dạ. Nhưng mà các thầy đã giải thích rằng Đức Phật mà các Phật tử đang quỳ chắp tay thật ra chỉ là ảo giác. Đức Phật chỉ hiện hữu trong tâm và trí của ta mà thôi. Chắc hẳn câu chuyện này cũng sẽ làm cho tất cả chúng ta ở đây mình rút được cho mình một bài học rất là thâm thúy, phải không thưa quý vị? Nhân một câu chuyện nói về hội họa thì tôi muốn được thưa chuyện với quý vị là hiện nay trong nghệ thuật hội họa thế giới, nghệ thuật vẽ tranh trên cát hiện nay đang rất được ưa chuộng, đặc biệt ở Việt Nam của chúng ta thì cũng vừa mới được du nhập và cũng có rất nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ đã vẽ tranh trên cát. Trong vòng tích tắc chỉ có vài phút hoặc vài giây thôi để ra những bức tranh thật là hay. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn được giới thiệu với quý vị nghệ thuật vẽ tranh trên cát qua phần trình diễn của nghệ nhân Đặng Trí Đức. Và phần vẽ tranh này sẽ minh họa cho bài hát Lạy Phật Quan Âm, nhạc và lời Hàng Châu qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Đức. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời.
tòa sen vàng, con quy lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lầu, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng mời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng mời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng mời. Cô đơn chờ thỏa lòng ước mơ, những năm dài mong nhớ. Về thăm cố đô bao kỷ niệm trùng phùng, nghe rộn lên tiếng lòng. Về thăm chùa Huế nhớ huyền thoại nguyên vương, vẹn theo dòng sông Hương lên chùa Linh Mụ, nhìn tháp cao bảy tầng, nghe chuông chùa vang ngân. Về đây viếng thăm thắng cảnh danh lam, những ngôi chùa lịch sử đạo vàng phát huy, từ tổ đình từ đàm truyền lan khắp nơi nơi, tiếng chuông từ đàm nhạc thiền nhẹ rung, ấm trinh mầu nhiệm nhân tâm hướng thiện, vàng cao siêu. Qua bao chiến cuộc thế sự thăng trầm, nước non con đỏ những ngôi chùa còn đây, núi ngự thông reo nhạc suối rì rào, thơ thiền thanh thoáng lối vào trà. Đây thiêng phòng cạnh núi ngừng sông Hương, chiêm ngưỡng chùa xứ Huế, thỏa lòng ước mơ kỷ niệm về cố đô. Thank you.
về thăm cố đô cho thỏa lòng ước mơ những năm dài mong nhớ. Về thăm cố đô bao kỷ niệm trùng phùng nghe rộn lên tiếng lòng. Về thăm chùa Huế nhớ huyền thoại Nguyễn Vương vẹn theo dòng sông Hương. Lên chùa Linh Mụ nhìn tháp cao bảy tầng nghe chuông chùa vang ngân. Về đây viếng thăm thắng cảnh danh lam những ngôi chùa lịch sử đạo vàng phát huy từ tổ đình từ đàm truyền lan khắp nơi nơi tiếng chuông từ đàm nhạc thiền nhẹ ru tâm hướng thiện đạo vàng cao siêu qua bao chiến cuộc thế sự thăng trầm nước non con đỏ những ngôi chùa còn đây núi ngự thông reo nhạc suối rì rào thơ thiền thanh thoáng lối vào trạm. Về đây viếng thăm cách núi ngự sông Hương chiêm ngưỡng chùa xứ Huế thỏa lòng ước mơ kỷ niệm về cố đô dạt dào ý thơ hẹn ngày về cố đô dạt dào ý thơ chào tạm biệt cố đô. Quý vị vừa thưởng thức với bài hát thứ hai, nhạc phẩm Về thăm chùa Huế, nhạc và lời Hằng Vang với giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Thùy Dương. Quý vị có thấy là nghệ nhân Đặng Trí Đức vẽ quá tuyệt vời không ạ? Mà cũng đúng thật, tất cả chỉ là ảo giác. Chỉ cần một bàn tay gạt ngang, tất cả những vẻ đẹp trong tranh lập tức biến mất. Thưa quý vị, lúc nãy qua nhiều ca khúc mà quý vị thưởng thức, trong đó có một ca khúc về công đức của Đức Phật. Nhưng mà chắc chắn quý vị sẽ thấy là cái tiết tấu nó khác hẳn phải không ạ? Vui tươi hơn rất nhiều. Thậm chí ca sĩ còn động tác nhảy nhót nữa. Chắc hẳn là nó khác hẳn với những bài nhạc Phật mà chúng ta đã từng nghe. Bao giờ cũng có những giai điệu nhẹ nhàng, êm ái, như lời kinh Phật. Cho nên ít nhiều quý vị khán giả cũng sẽ cảm thấy không hài lòng lắm. Tại sao nhạc Phật mà lại sôi động đến thế? Thế thì chúng ta lại có một câu hỏi là tại sao lại không thế? Bởi vì đạo Phật vốn từ cuộc sống mà ra kia mà. Trong cuộc sống của chúng ta có êm dịu, có sôi động, có hạnh phúc thì cũng có bất hạnh chứ. Cho nên tất cả những cái đó đều hiện hữu trong đời sống, trong lời Phật dạy. Tôi còn nhớ trong một bài phỏng vấn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong tất cả các ca khúc của ông thì người ta cũng đều nói là hầu như trong các ca khúc của ông đều có lời Phật dạy. Đạo Phật ảnh hưởng đến nhạc của ông như thế nào? Thì ông nói rằng đối với tôi, đạo Phật không những chỉ là tôn giáo mà đạo Phật còn là nghệ thuật sống. Đúng hay không thưa quý vị? Đối với quý vị là những người yêu âm nhạc chắc sẽ không xa lạ với giọng hát của nữ ca sĩ này. Cô rất thành công trong những ca khúc nói về tình yêu, trong những ca khúc lãng mạn, trữ tình, thậm chí những ca khúc rất là tin. Nhưng trong chương trình lần này, cô sẽ hát cho chúng ta nghe một bài hát rất dễ chịu, rất dễ thương và phù hợp với nội dung của chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ thấy sự hóa thân của cô rất là phù hợp mà chúng ta sẽ bất ngờ.
Chúng tôi xin được giới thiệu một sáng tác của nhạc sĩ Y Mai và Đặng Lê Nguyên với phần phụ họa của nhóm múa Mặt Trời ngày rằm tháng tư qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hiền Thục. Chim liễu lo vần cây, ngày trần gian vui đón Đức Phật Tư Tôn trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đản sanh. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, vầng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương, mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đại. Ngàn hoa nở sáng soi về muôn lối biến khơi, ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy Ngài. Bình minh ngàn chim liễu lo vần cây, ngày trần gian vui đón Đức Phật Tư Tôn trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đản sanh. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, vầng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương, mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản. Ngàn hoa nở sáng soi về muôn lối biến khơi, ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy Phật Đản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản. Ngàn hoa nở sáng soi về muôn lối biển khơi, ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy Ngài. Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng đời thôi hết khổ đau và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng.
ơn sự góp mặt của nữ ca sĩ Hiền Thục. À, kính thưa quý vị, trong nhiều năm nay, tất cả các hoạt động xã hội từ thiện giúp đỡ cho người nghèo khó hoặc là nạn nhân thiên tai bạo lụt trên cả nước của chúng ta không bao giờ thiếu được sự góp mặt của các Phật tử. Và trong các hoạt động như thế, người bạn đồng hành cùng với các Phật tử bao giờ cũng có đội ngũ các văn nghệ sĩ. Ở đây chúng tôi muốn nói đến sự góp sức không nhỏ của các nghệ sĩ thuộc bộ môn nghệ thuật cải lương. Bên cạnh các bài hát nhạc Phật được sáng tác theo thể loại tân nhạc thì cũng có không ít những bài cổ nhạc, những bài vọng cổ được các tác giả sáng tác và được trình bày qua giọng hát của các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị đến với bài vọng cổ Địa Linh Nhân Kiệt, một sáng tác của soạn giả Hoàng Song Việt. Phật giáo nằm vững trên nền tảng đau khổ. Mặc dầu nhấn mạnh vào sự hiện hữu của đau khổ, nhưng Phật giáo không phải là một giáo lý bi quan, cũng không hoàn toàn lạc quan, mà là chỉ ra điều thực tiễn rồi vạch ra con đường để thoát khổ và tiến đạt hạnh phúc trường cửu. Bài vọng cổ Địa Linh Nhân Kiệt được thể hiện qua hai giọng hát ngọt ngào của nam nghệ sĩ Trọng Phúc và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Noi gương người trước đi mở cõi, lên ngựa xuống thuyền vượt núi sông, mang theo tình nước tình dân ấy, thuận quá một thời xứ đàn trống. Một thời rạng rỡ núi sông, một thời phá hề tóc trần dẻ dàng, nghe chuông linh mù trên ngàn, nhớ người thuở ấy quyết tâm địa chân vượt đường quang sáng, trong bốn phương xanh ngàn núi non, tìm đâu đất thiên xây thành cho dân lành yên bình no ấm. Từ trăm nguồn suối khe qua biết bao xóm con, đến hương đồi ngát xanh ngàn dâu, rẫy bóng nương cà khi thiên là đâu. Tâm hồn người bao la, yêu nước non thiết tha, thương chung dân đậm đà, ngày ngày đêm đêm trăn trở âu lo, giùm chứng minh lòng son. Xin đất trời ban phước lành khai sáng từ tâm chân thành, gió thổi mây đưa bao tháng ngày, dù cho nắng mưa cho ngàn vạn khó, đây đưa chân người bước về nơi đây, đứng trên triền đồi ngắm nhìn non sông như gắm quân. Qua đấm của là tâm quyết của cha ông bao đời đem máu xương dung đắp, quay lên xưa là hồ
sông núi là gốc rễ, thâm sâu là nguồn cội hình sông thế núi, muốn xây thành phải cày chôn địa linh, nơi hội tụ khí thiên trời đất, nơi ung mầm cho nhân kiệt mai sau. Như suối có nguồn tuôn chảy đến trăm sông, rồi từ trăm sông mới đổ ra biển lớn. Là hào khí kiên cường chống ngăn sấm lửa, ôi tình dân nghĩa nước ta đã nguyện thề, sao trước vẹn lòng son. Vong linh chiến trận nào, cầu núi dưới sông, cầu tiên tổ khơi nguồn quyền diệu sáng tâm linh. Thank you.
cội thiêng liêng của đất rộng tâm lành, nơi dành cho minh quân tay cầm dân mệnh, nơi dành cho hiền thần vai gánh non sông. Từ đó mà đại nội quy nghiêm sừng sững giữa trời bên sông Hương núi Ngự. Gặp phúc duyên nên lấy phúc duyên đặt tên cho bảo tháp, tưởng nhớ người xưa thiên mụ đặt tên chùa. Biết bao anh linh trên vùng đất thiêng này, hải nương tiếng mõ hồi chuông mà siêu thoát. Từ nơi sâu thẳm cội nguồn, địa linh nhân kiệt lưu truyền mãi sau. Hãy subscribe.
ta vừa thưởng thức nhạc phẩm Đón Ánh Xuân Về, nhạc vừa lời của Trác An qua phần trình diễn của nhóm tứ ca Nhật Nguyệt. Bây giờ để thay đổi không khí một chút về phần giới thiệu chương trình, thì tôi muốn được hỏi, đúng ra là muốn được phỏng vấn Lê Khánh một chút xíu có được không? Dạ được ạ, nhưng mà câu nào dễ thôi nha. Chắc chắn là tôi sẽ hỏi câu dễ rồi, tại vì nếu hỏi câu khó thì tôi không biết câu nào gọi là khó. Khánh là người theo đạo Phật phải không? Dạ em là người đạo Phật. À, Khánh có thường xuyên đi chùa không? Dạ em đi chùa vào ngày rằm và ngày mùng 1 hàng tháng. À, hàng tháng có nghĩa là tháng nào đúng vào ngày đó thì cũng đều phải đi chùa. Dạ, nhưng mà cũng có tháng không đi. Bây giờ hỏi Khánh nè, cái thói quen đi chùa của Khánh á, để đến cầu nguyện rồi hả? Mình sẽ không hỏi Khánh cầu nguyện cái gì đâu. Nhưng mà Khánh đến chùa là thói quen từ nhỏ tới lớn hay là sau này mới thế? Và nếu từ nhỏ tới lớn thì cái nếp sinh hoạt này là do Khánh tự nguyện hay là do cha mẹ áp đặt bắt phải đi chùa, không đi chùa thì bị đòn? À, dạ thưa anh, thưa quý vị, thì Khánh có thói quen đi chùa từ hồi nhỏ đến bây giờ. Nhưng mà sự thật là đi chùa hồi nhỏ là bị bắt đi, là bởi vì mẹ đi nhắc mình đi theo luôn, chứ không phải là mình tự nguyện mình đi chùa. Bởi vì hồi nhỏ mình không ý thức là mình đi chùa để làm gì, mà tại sao con người phải đi chùa vào những ngày này. Thì khi mà lớn lên rồi, từ từ trải nghiệm cuộc sống rồi, thấy những vất vả, những khó khăn mình phải trải qua, và Đức Phật đã giang tay che chở, đã cứu độ cho mình, thì mình thấy việc đi chùa rất xứng đáng. Xứng đáng à? Dạ. tôi nghĩ là chúng ta đi chùa để chúng ta cầu nguyện và chúng ta tạ ơn nữa, đúng không? Dạ đúng. Thế thì Lê Khánh có phải là người ăn chay thường xuyên không? Dạ Khánh cũng ăn chay vào những ngày rằm và ngày mùng 1. Ăn chay là do mình giác ngộ việc ăn chay hay là do mình muốn ăn kiêng cho mặc áo dài cho nó đẹp? Dạ cả hai. Cái này mới là câu quan trọng, nãy giờ mình hỏi rào rào bên ngoài thôi, bây giờ mới vô chuyện này quý vị. Bởi vì do cái công việc của văn nghệ sĩ thường là chúng tôi đi quay phim, đi diễn, nó vất vả lắm. Cho nên nhiều khi á, nó có những cái ngày mà buổi sáng mình ăn chay, cái buổi chiều của mình ăn đụng. Đó, đôi khi mình bị quên á thưa quý vị. Hay là nhiều khi cái hiện trường mà chúng tôi đi quay phim á, đâu phải lúc nào cũng có đồ chay cho mình ăn. Thành ra nhiều khi cái quên mất tiêu, đói quá là cái nhào và ăn cái đùi gà tỉnh bơ thôi. Đó, thì có những lúc mà như vậy đó, Lê Khánh có cảm thấy là mình bị mang tội và mình bị ráy rứt vì điều đó, và thậm chí mình có sợ phải chịu một sự trừng phạt nào đó không? Dạ chắc chắn là có rồi thưa anh, thưa quý vị. Mà khi mà mình cũng có ngày mình nhớ mình ăn chay buổi sáng, cái chiều mình quên cái mình ăn mặn. Rồi cũng có trường hợp là mình đi quay xa, mình không có đồ chay để mình ăn. Nên những lúc như vậy thì mình cảm thấy là rất là áy náy, rất là bức rứt và thấy là có lỗi. Nên rất có là... lỗi với ai? Có lỗi với Phật và rất sợ Phật giận. Sợ Phật giận hả? Dạ. Rồi còn sợ gì nữa? Dạ sợ Phật giận rồi Phật sẽ không còn thương mình nữa. Có sợ Phật phạt không? Dạ có chứ. Thưa quý vị, đi cái câu này là nó vấn đề lớn đây. Quý vị có nghĩ là Phật có giận không thưa quý vị? Thế thì quý vị có nghĩ là Phật sẽ phạt cái cô Lê Khánh này nếu cô ăn chay đụng không? Nhưng có lẽ là cái chữ có nghe cũng đâu đây nè, nhưng mà nó hơi bị yếu. Riêng tôi thì tôi tin một điều chắc chắn là Phật chẳng có giận ai bao giờ đâu Lê Khánh ơi. Chúng ta đến quỳ ở tượng Đức Phật, chúng ta thấy diện mạo của Đức Phật bao giờ cũng có một nụ cười bao dung, vị tha. Mà đã là cái người vị tha bao dung không biết giận ai thì làm chi có cái chuyện đi phạt ai bao giờ, đúng không ạ? Dạ đúng. Cái chuyện ăn chay là chuyện đi chùa thì tôi nghĩ nó là cái chuyện tự nguyện của chúng ta thôi. Cho nên bây giờ thế này, tôi sẽ đọc cho Lê Khánh nghe một đoạn văn như sau. Người Phật tử không làm nô lệ cho một quyển sách hay một cá nhân, cũng không hy sinh tự do tư tưởng của mình khi bước theo dấu chân của Đức Phật. Người Phật tử hoàn toàn tự do thực hiện ý chí, mở mang kiến thức và phát triển trí tuệ cho đến ngày chính mình đắc quả giác ngộ. Đây là sự tự nguyện nha. Dạ. Lẽ dĩ nhiên, người Phật tử sẽ nhắc lại lời Phật ngôn như những chân lý bất di bất dịch, nhưng chính Đức Phật dạy là phải nên luôn luôn suy ngẫm, không nên nhắm mắt tin càng, để phân biệt cái nào đúng cái nào sai. Và chúng ta ngẫm nghĩ rằng tính Phật có hay không là ở hành động của chúng ta. Cho nên bây giờ Lê Khánh mà có siêng năng đi 20 cái chùa, mà Lê Khánh chỉ cần nói một câu ác ngôn, hay là Lê Khánh chỉ cần làm một hành động ác với một người khác, hay là không có một hành động cụ thể, thì 20 cái chùa Lê Khánh đi đều trở nên vô ích. Tôi nói vậy có đúng không thưa quý vị? Quý vị, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những gì mà Phật dạy thì mời quý vị đến với nhạc phẩm 12 vui, nhạc và lời Vũ Ngọc Toản qua phần thể hiện của nhóm tứ ca Phúc Béo, Kha Ly, Mỹ Hạnh và Ngọc Tiên.
ra đây em nói nghe nè. Ơi gì vậy? Cái gì vậy ta? Cái gì? Hình như là tiếng em nghe bé cái khóc gì? Đúng nghe thì ghê quá à. Tiếng em bé khóc. Không, em bé gì mà khóc thì ghê trời. Nghe rõ con, nghe rõ con. Ôi, hình như càng khóc càng lớn á. Không phải, không chị phải. Nghe giống như là cái con gì nó kêu á. Nghe coi, em cũng hay giống cái con gì á. Nó hú nữa kìa ta? Tìm cái con gì vậy? Con voi. Con voi? Trời ơi, voi thiệt. Trời ơi, làm gì mà ngồi đó khóc vậy? Sao vậy? Đói bụng. Trời đất ơi, sao đói bụng? Trời ơi. Mới ăn xong mà. Mới hôm mới vừa ăn trưa xong bữa trưa mới ăn tự nhiên cái ra đây ngồi khóc hu hu là sao vậy? Trời ơi, ăn có no được đâu. Sao mà không no được? Ủa nãy giờ Phú ăn mấy chén vậy mấy đứa? Theo em nghĩ tướng này là khoảng 4-5 chén đó chị. Không có, 4-5 tô. Hả? 4-5 tô? Trời đất, cái này là người ăn hay là con gì ăn? Dồi. Trời. 4-5 tô. Chưa dựng người nói tới con này cũng nổ hoài. Nói nè, chị biết rồi mấy đứa ơi. Bảo đảm người này là có chuyện rồi chứ không phải vì đói đâu. Có chuyện gì tâm sự chị nghe đi, có chuyện buồn phải không? Có, thấy không? Có chị là hiểu em nhất à. Đúng rồi, em nhớ nhà quá trời luôn á. Trời ơi, sao vậy? Nó nghe nè chị, mới có một ngày mà nhớ nhà rồi. Mà khóa học này hả là tới mấy ngày nữa. Nhưng mà anh Phúc nè, nó nghe nè, đừng có lo. Mấy ngày nữa vui lắm. Không dám vui đâu bà. Trời, cũng là vậy? Bà đó. Trời đất ơi, nó là vô đây học xong mà vui. Vui đâu mà vui. Vô tu học rồi mà tính còn nóng này, người ta gọi là sân si phải không? Dạ, nhưng mà trời, nóng nảy quá. Chị nữa, đừng có nói em. Đó, chị nói vô đây chị kể cho em nghe nhiều chuyện lắm. Đúng rồi, kể đâu. Ủa, kể quá trời, chuyện của chị đem ra chị kể cho em nghe quá trời, còn đòi gì nữa. Đúng rồi, chuyện của chị kể mà chuyện của người ta chị đâu có kể. Trời ơi, chết. Nhiều chuyện quá. Nói điên không? Thôi, em đi về. Phúc, đừng có đi bây về mà. Phúc muốn cái gì? Hả? Phúc muốn cái gì nè, bây nói giờ, coi. Bây giờ cho em đi về đi, em nhớ nhà quá à. Em chưa nói. Không có được. Về tặng này nè, kể lại đi. Hoa cho đừng buồn. Vậy hả? Cảm ơn. Nói nè, hồi á sáng nay á tụi mình học. Mấy bạn có nhớ là thầy dặn cái gì không? Phúc nhớ chứ, nhớ chứ. Trời ơi, thầy dạy à, 12 vui đó nghe. 12 vui? Đúng rồi. À, giỏi quá. Vậy em có nhớ 12 vui là những điều gì không? 12 vui là những điều... Thôi, không kể đâu. Trời, giá bộ vụ em hà, đến nhắc bài cho mấy chị không dám đâu. Trời, làm như người ta không thuộc vậy á. Trời ơi, thuộc phải không? Dạ, em với chị cùng nhắc nè, chịu không? Rồi. Rồi, bắt đầu nha, đứng xích ra, xích ra, xích ra. Rồi, ở nhà tụi mình cố lên thôi, bị Phúc hại mình đó nha. Rồi. Một vui xem sách xem kinh, hai vui không nói chuyện mình chuyện ta, ba vui khiêm tốn thật thà, bốn vui huynh đệ một nhà mến thương, năm vui sanh đẹp sân vườn, sáu vui bổn phận làm tròn trước sau, bảy vui học lý đào màu, tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên, chín vui tinh tiên ngày đêm, mười vui giấc ngủ vô phiền vô lo, mười một vui ơn nghĩa thầy trò, mười hai vui hoa nở đôi môi mỉm cười. Sao vui chưa? Chưa, còn đáng buồn. Hỏi buồn hoài à? Một vui xem sách xem kinh, hai vui không nói chuyện mình chuyện ta, ba vui khiêm tốn thật thà, bốn vui huynh đệ một nhà mến thương, năm vui sanh đẹp sân vườn, sáu vui bổn phận làm tròn trước sau, bảy vui học lý đào màu, tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên, chín vui tinh tiên ngày đêm, mười vui giấc ngủ vô phiền vô lo, mười một vui ơn nghĩa thầy trò, mười hai vui hoa nở đôi môi mỉm cười. Mấy chị vô đây chơi nè. Chuyện gì vậy? Là hồi nãy giờ em giả bộ thôi chứ vô trong đây tu được ăn chay những phần nè ha, rồi được thầy giảng những điều hay điều tốt nè, đặc biệt một điều nữa
sắp xem kinh. Ai vui không nói chuyện mình chuyện ta, ba vui khiêm tốn thật thà, bốn vui huynh đệ một nhà mến thương, năm vui sạch đẹp sân vườn, sáu vui bộn phần làm tròn trước sau, bảy vui học lý đào màu, tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên, chín vui tinh tiếng ngày đêm, mười vui giấc ngủ vô phiền vô lo, mười một vui ơn nghĩa thầy trò, mười hai vui hoa nở đôi môi mỉm cười. Rồi vui quá rồi phải không? Dạ. Bây giờ tới giờ mình phải đi vô. Đúng rồi, đi, đi vô. Ủa đi vô làm gì vậy? Đi vô để học tiếp. Tu học chứ gì? Chứ không phải đi vô ăn hả? Ăn hoài lúc nào cũng ăn, nhanh lên đi vô lẹ đi trễ giờ. Dạ. Học xong rồi ăn. Trời ơi, lúc nào cũng ăn nè.